Chúa ở cùng anh chị em Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh do em Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần Nơi các môn đề ở, các cửa đều đóng kín Vì các ông sợ người do thái Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Nói xong người cho các ông xem tay và cạn sườn Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa Người lại nói với các ông Bình an cho anh em Như Chúa Cha đã sai Thầy Thì Thầy cũng sai anh em Nói xong người tội hơi vào các ông và bảo Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần Anh em tha tội cho ai Thì người ấy được tha Anh em cầm giữ ai Thì người ấy bị cầm giữ một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma cũng gọi là Didimo không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạn sườn người, tôi chẳng có tin." Tám ngày sau các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà có kẻ ông tô Ma ở đó với các ông Các cửa đều đóng kín Đức giê -xu đến Đứng giữa các ông và nói Bình an cho anh em Rồi người bảo ông Tô-ma Đặt ngón tay vào đây Và hãy nhìn xem tay thầy Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy Đừng cứng lòng nữa Nhưng hãy tin Ông Tô-ma thưa người Lạy Chúa của con Lạy Thiên Chúa của con Đức Giê-xu bảo Vì đã thấy thầy nên anh tin phúc thay những người không thấy mà tin đó là lời chúa kính thưa cộng đoàn phục vụ thân mến giáo hội của chúng ta có thói quen dành ngày chủ nhật thứ hai phục sinh là ngày chủ nhật kính lòng thương xót Chúa và ở tổng giáo phận Sài Gòn của chúng ta đại lễ kính lòng thương xót Chúa được tổ chức thường là ở trung tâm mục vụ ở kế bên đại chuẩn viện Thánh Du và con nhớ lại có một dịp khi con là năm cuối lớp cuối cùng ở đại chuẩn viện thì con được may mắn tham dự cái thánh lễ kính lòng thương xót Chúa được tổ chức ở trung tâm mục vụ do Đức Cha Chủ tịch lúc đó là Đức Cha Du Xe Nguyễn Chí Linh bây giờ cũng là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam Chủ sự và con có nhớ trong bài chia sẻ tin mừng của ngài Đức Cha có nói một câu thế này để chia sẻ cuộc sống với con người Chúa Giêsu đã cho con người được chạm vào nỗi đau vào vết thương của Chúa và ngài và Đức Cha cũng nói tiếp và để mà con người mà để cho chúng ta có thể yêu thương thì mỗi người chúng ta cũng phải đụng chạm vào những nỗi đau của những người anh chị em chúng ta để mà chúng ta có thể cảm nhận được nỗi đau và sự thống khổ mà họ đang phải gánh chịu. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe hôm nay, ông Tô Mai, Thánh Tô Mai Tông Đồ của chúng ta thật là diễm phúc khi được đụng chạm vào Chúa Giêsu. Không những đụng chạm mà còn được xỏ ngón tay vào lỗ đinh và cạnh sườn của người. Đó thật là một diễm phúc Thế nhưng một câu hỏi có thể đặt ra cho mỗi người chúng ta đây. Có khi nào chúng ta tự hỏi cái bài bối cảnh đài tín mừng chúng ta vừa nghe là việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ. Thế nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa Giêsu phục sinh rồi? Ngài có đầy đủ quyền năng Vậy sao Ngài không hiện ra trong một dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy và đầy quyền quyền năng để mang lại sự thán phục cho tất cả các tông đồ. Mà Ngài lại hiện ra trong dáng vẻ vẫn là một con người lúc trước, vẫn mang những đầy vết thương tích ở nơi con người của Ngài, với những lỗ đinh ở tay chân và cạn sườn. Có bao giờ chúng ta đã hỏi câu hỏi đó hay chưa? Và có lẽ khi chúng ta đi tham dự thanh lễ nhiều, các cha cũng đã chia sẻ rồi. Chúa Giêsu hiện ra với những cái vết thương trong cuộc tử nạn của Ngài để cho thấy rằng chính là Chúa đây chứ không phải là một đấng nào khác vẫn mang những cái thương tích của cuộc khổ nạn và giờ đây Ngài đã phục sinh chứ không phải là ma như là cái tông đồ đó một lần lúc thấy Chúa tưởng là là ma hay là một người nào đó Chúa Giêsu cho biết chính là Chúa. Thế nhưng thiết nghĩ điều đó đúng nhưng chưa đủ. Khi Chúa Giêsu hiện đến với đầy vết thương tích trong cuộc tử nạn, điều đó cũng muốn nói rằng Chúa bày tỏ tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho toàn thể nhân loại, cho tất cả mỗi người chúng ta đây. Và những cái vết thương tích của đó của Chúa không phải là do Chúa có tội mà phải mang những thương tích đó. Như hai tên tử tội đã bị đóng đinh ở bên cạnh Chúa Giêsu, bên tay hữu và bên tả Thế nhưng vết thương của Chúa là vết thương của tình yêu Và chính nhờ vết thương tích đó Mà tất cả chúng ta được ơn cứu độ Được chữa lành nhờ vết thương trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. xu Anh hạnh ở trong cuộc đời của mình Mình có nhiều vết thương lắm chứ Có những vết thương thể lý bẩm sinh như khi mình sinh ra mình đã khiếm khuyết một điều gì đó ở trên cơ thể của mình hoặc là mình cũng có thể có vết thương do mình tự mang lấy cái vết thương đó chẳng hạn một em bé chạy đến xả vào lòng tay ôm người mẹ của mình bất chợt tay của em bé đó đụng chạm vào ở dưới bụng của người mẹ và chợt thấy ở nơi đó một vết sẹo Em bé đó mới tự hỏi ở tại sao mẹ mình lại có một vết thương đó mà mình không biết mà giờ đây lại có vết sẹo đó. Có lẽ em bé còn quá nhỏ để biết rằng vết sẹo đó là vết sẹo của tình yêu. Vì do một lý do nào đó người mẹ không thể săn nở một cách bình thường mà phải mổ để đem lại niềm vui, đem lại sự sống cho một sinh linh ra khỏi cuộc đời này hiện diện ở trong cuộc đời này và người mẹ sẵn sàng mang cái vết sẹo xù xì xấu xí đó để mang lại vẻ đẹp hình hài cho đứa con thân yêu của mình người mẹ chấp nhận mang cái vết thương tích ở trên cơ thể của mình để mang lại sự toàn vẹn cho đứa con yêu dấu của mình qua việc săn mổ hoặc là chúng ta cũng có thể có những cái thương tích do người khác mang lại cho chúng ta. Nhiều người vẫn chia sẻ ở nhà, dù mình đã cố gắng làm mọi sự cho tốt đẹp ở gia đình, thế mà nhiều khi bố mẹ chồng vẫn chẳng hiểu, vẫn khó khăn, vẫn làm cách này cách nọ. Rồi người chồng nhiều khi không có thông cảm với vợ, với sự khốn khó khổ của vợ rồi có những đứa con nó lại hư mặc dù đã làm cố gắng sự hy sinh cho gia đình cho bố mẹ cho chồng cho con thế mà vẫn còn nhận được sự hiểu lầm nào đó đó là những cái vết thương trong tâm hồn mà có thể do những người khác mang lại cho chúng chúng ta và nếu mà vết thương thể lý chúng ta có thể đau rồi nó thôi nhưng vết thương tâm hồn vết thương mà người khác mang lại cho chúng ta có lẽ nó sẽ đau đớn kéo dài thế nhưng nếu mà những vết thương đó là vết thương của tình yêu của sự hy sinh khi chúng ta dành mọi sự tốt đẹp cố gắng để chu toàn bổn phận của một người con người chồng người vợ ở trong gia đình với sự hy sinh thì dù chúng ta có bị đau đớn cách nào đó chúng ta vẫn vui vẻ và chấp nhận. Vì đó là vết thương, nỗi đau của tình yêu, của sự hy sinh. Và thiết nghĩ chúng ta hãy dâng tất cả những cái vết thương mà chúng ta đang có, dù ngoài thể lý hay là ở bên trong do người khác mang lại. Chúng ta hãy đặt những cái vết thương của chúng ta vào vết thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu để xin Chúa Giêsu phục sinh mang lấy những vết thương đó của chúng ta và từ vết thương của Chúa chữa lành cho chúng ta để xoa dịu vết thương của chúng ta để chúng ta tiếp tục cố gắng hy sinh cho dù mình vẫn phải đau đớn mang những vết thương đó nhưng vì người khác vì gia đình của mình thì chúng ta vẫn vui vẻ để chấp nhận những thương tích ở trên cơ thể ở trong con người của mình với sự hy sinh với sự bao dung cho những người khác sống vì người khác cho người khác và sống với người khác có lẽ trong giai đoạn này đại dịch covid và lũ lụt ở miền trung gây ra bao nhiêu đau khổ và chúng ta chẳng giờ mong muốn những điều tai ương như thế lại ập đến ở trên con người trên nhân loại chúng ta nhưng một cách nào đó trong cái nhìn của thiên chúa trong sự quan phòng của thiên chúa và giữa cái nhìn đức tin của mỗi người chúng ta đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta tự hỏi mình điều gì mới là quan trọng cuối cùng ở trong cuộc sống này tôi đang bám víu vào điều gì nhiều khi một con virus nhỏ vậy có thể cướp đi tất cả mọi sự qua đó giúp chúng ta thức tỉnh mình cuối cùng tình yêu chúng ta phải bám vào tình yêu và lòng thứ xót của thiên chúa điều đó mới là quan trọng và trong lũ lụt miền trung ngày nay họ vẫn đang mang thấy những vết thương đau khổ của những người dân ở miền Trung. Thế nhưng kẻ nước đồng bào lại đang gian rộng vòng tay để ôm ấp lại tất cả những con người ở miền Trung. Và có những người mạnh thường quân, có những cá nhân đã dám vươn cánh tay của mình ra để đụng chạm đến vết thương của những người anh chị em đồng bào của chúng ta đang khó khăn vất vả để chữa lành, để thông cảm, để xoa dịu cách này, cách khác. Thế nhưng cũng có những người rộng lượng như vậy cũng vẫn phải chịu những vết thương của sự hiểu lầm, của sự gắn tị ở trong đó khi mà cứu giúp và đụng chạm đến những người anh chị em đồng bào của chúng ta. Kính thưa Cộng đoàn Phung Vụ, chúng ta thì không có may mắn như Thánh Tô Ma Tông Đồ mà được sọ tay ngón tay vào lỗ đinh hay là cạn sườn của Chúa. Thế nhưng chúng ta mà có một mối phúc mà Thánh Tô Ma Tông Đồ không có đó là phúc cho những ai không thấy mà tin. Vâng, quả thật, qua lời chứng của các Tông Đồ và truyền thống sống động của Hội Thánh hơn 2.000 năm, chúng ta tin vào Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài mang lại những cái vết thương tích đó ở trên con người của mình để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và vết thương của chúng ta ở trong cuộc đời dù là nhỏ hay là to vết thương nào cũng mang lại chúng ta sự đau đớn thế nhưng nếu như vết thương đó là vết thương của tình yêu của sự hy sinh như Chúa Giêsu thì thiết nghĩ chúng ta sẽ có đủ sức mạnh có đủ niềm vui bình an để mang lấy những vết thương đó ở trên cuộc đời của mình và nếu như chúng ta dám mang những điều đó chúng ta sẽ trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Giêsu được trở nên đồng hình đồng dạng với người, mang lấy cái thương tích cho người khác vì người khác, sống người khác, sẵn sàng chấp nhận sự đau đớn vết thương ở trên con người của mình, trên cuộc đời của mình. Xin Chúa giúp chúng ta có đủ sức mạnh, can đảm để mang lấy những vết thương cao quý đó, vết thương của sự hy sinh của tình yêu cho người khác, đặc biệt là cho những người xung quanh của chúng ta, cho gia đình của chúng ta chứ bố mẹ, vợ chồng, con cái, những người hàng xóm, những người chúng ta chưa yêu được. Thì xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và giúp chúng ta có được niềm vui, có được sức mạnh để mang lấy vết thương đó và dâng vết thương đó cho thánh tâm của Chúa Giêsu để được Chúa Giêsu chữa lành và ban thêm sức mạnh. Amen.